Rất nhiều bác thích những cái dòng máy 3 ký chạy dầu diesel, máy trần như thế này bởi vì nghĩ nó tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên anh em phải chấp nhận đánh đổi với tiếng ồn của con này nó rất là ồn. Ưu điểm này cái giá của nó hợp lý, em này là 13.500.000 này, công suất 3 ký là vừa đủ cho các bạn chạy này, tiết kiệm nhiên liệu thì đấy là rõ ràng. Và có một cái ưu điểm nữa là nó có đề. Một điểm nữa đó chính là rất tiết kiệm nhiên liệu, khi các bạn chạy một buổi tối đâu đó nó tức một tiếng con này chỉ rơi 0,6 đến 0,8 lít dầu diesel thôi khi mà các bạn chạy full tải. Thì đây cũng là những cái điều ưu điểm, nhưng mà nhược điểm của nó rất là ồn. Các bạn bảo tiếng máy này như máy cày thì mình công nhận luôn. Đây, nổ cho anh em nghe cảm nhận đánh giá nhá, để cho anh em có nhìn khách quan hơn. Không lại bảo bên mình không chiều khách. Kama bên mình cũng bán, Honda bên mình cũng bán, nhưng mà khuyên chân thành nếu mà như theo cái sở thích của mình, theo như cái tính cách của mình thì mình sẽ chọn máy xăng. Không chơi con này được, to nặng ổn trước tai. Nhưng mà công nhận con này nó có một cái ưu điểm là để lâu là anh em không phải đi rửa chế. Nói chung là nhà anh em nào rộng thì đỡ được, nhà rộng. Anh em nổ thì gạt cái công tắc này nhá, xong bắt đầu mới đề nhá. Tài. Thôi tùy theo các bác thôi, bởi vì là bên mình bán cả hai. Nhưng mà thật sự luôn khuyên các bạn lấy Honda, chứ con này ổn quá, ú hết tài này nhá. Chắc chắn bác nào mà lấy con này là nhà giàu. Bởi vì sao? Vì đất rộng. Đúng. Để xa đúng, nhưng để gần thì nhà mà tầm 100 mét để với nhà rồi. Oảng luôn. Thôi cảm ơn các bạn đã quan tâm, xin chào, hẹn lại anh em những video lần sau.